Hôm nay cục vàng mở mắt rồi nè, rong gậy ra là vậy đó. Ngáp. Trời ơi, con ngáp. Con mắt bên đây mới hí hí à. Ừ, con mắt bên đây mở to nè. Vậy là anh này anh đẻ đầu tiên nè. Ui cha, ui cha, ui cha, ui cha. 12 ngày là mở mắt ra bé đầu tiên nha mọi người. Giờ bố biết à? Giờ bố biết. Đâu? Coi coi hai anh kia. Hai anh này có mở mắt chưa? Mượn một em coi, mượn một em coi. Em này coi. Em đực. Em đực này còn chưa mở mắt. Vô coi. Đây còn em nữa. Coi em này coi. Em này coi em. Em được cái là đẻ thứ hai á, ra thứ hai á. Còn em này chắc em úp. Chắc em úp bộ ngáp mà ngáp đúng không? Em này cũng chưa mở mắt đâu. Giờ bố biết à? Giờ bố biết.